của bóng chuyền. Đây theo dự kiến là trận đấu giữa đội chủ nhà Campuchia và Myanmar, trận đấu tranh phân hạng 7. Nhưng vào lúc này thì chúng ta vẫn đang chờ đợi là đội bóng chuyền nữ Campuchia xem có đến hay không. Trước đó thì bóng chuyền nữ Campuchia cũng đã không tham dự trận đấu với Malaysia và đã bị xử thua 0-3. Và trong ngày hôm nay thì không biết là đội chủ nhà có xuất hiện hay không trong cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Myanmar. Chúng ta vẫn đang phải chờ đợi. Ở bộ môn bóng chuyền này, chúng ta biết rằng là bóng chuyền nữ Việt Nam của chúng ta cũng đã có mặt ở trong trận chung kết. Và đối thủ chính là đội tuyển nữ Thái Lan. Ở trong trận đấu bán kết, đội tuyển nữ bóng chuyền của chúng ta đã có một cuộc chiến đầy vất vả khi mà chúng ta đã lội ngược dòng để giành chiến thắng trước đội tuyển nữ Indonesia với tỷ số 3-2. Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội của cô đã có một trận đấu vô cùng vất vả để có thể vượt qua đối thủ này. Trong khi đó thì nữ Thái Lan đã không gặp nhiều khó khăn để có thể đánh bại được nữ Philippines ở trong trận đấu bán kết để xuất hiện trong trận chung kết. Và như vậy là trận chung kết của bóng chuyền nữ sẽ là cuộc tái ngộ giữa đội tuyển nữ bóng chuyền của Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền Thái Lan. Rõ ràng bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn được đánh giá nhỉnh hơn so với đội tuyển nữ bóng chuyền của chúng ta. Nhưng chúng ta cùng hy vọng là với những tiến bộ ở giải đấu năm nay, với những gì mà chúng ta đã thể hiện ở giải bóng chuyền cúp các câu lạc bộ châu Á vừa qua, sẽ là động lực lớn cho Trần Thị Thanh Thúy và các cô gái của chúng ta để có thể tạo ra được sự bất ngờ ở trong trận chung kết gặp Thái Lan, dù rằng điều đó là hết sức khó khăn.